Tử vi tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, thần tài ban lộc, thời tới cản không kịp trong năm mới 2025. Thưa quý vị khán thính giả tuổi Bính Ngọ thân mến, nhân gian thường nói ở hiền thì gặp lành và nguyên tắc gieo gió sẽ gặt bão cũng không phải là sai. Tuy nhiên đôi khi cuộc sống có thể mang đến những thay đổi bất ngờ, làm chuyển biến tình hình từ xấu thành tốt ngay tại thời điểm cuối cùng. Điều này có thể nhờ vào đức năng của người đó hoặc là những nguyên nhân khác. Ngược lại cũng có những người liên tục gặp vận may, may mắn, giàu có và phú quý, nhưng cuộc sống hàng ngày của họ lại đầy ác nghiệp và nghiệp bất thiện. Bất cứ lúc nào, họ cũng có thể rơi vào cảnh nợ nần, khó khăn và cực khổ. Dựa trên thông tin mới nhất từ các nhà tử vi khoa học phương Đông, bước sang thời điểm năm 2025 tới đây, tuổi Bính Ngọ sẽ có cơ hội lội ngược dòng, thay đổi số phận của mình nhờ vào sự vượng mệnh từ cát tinh chiếu rọi. Hãy like và theo dõi kênh Phong Thủy Phát Tài để cùng chúng tôi tìm hiểu nội dung chính ngay sau đây, quý vị nhé! Phần luận đoán vận mệnh sẽ chia làm hai phần là phần nữ và nam mệnh. Đầu tiên là vận số năm 2025 đối với nữ mệnh tuổi Bính Ngọ. Năm 2025, nữ tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 có sao gì chiếu mệnh đây? Năm 2025 thì tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 sẽ được 59 tuổi. Nếu tính theo lịch âm thì năm 2025 là 60 tuổi. Dựa vào bảng tính sao chiếu mệnh năm 2025 thì ta sẽ thấy năm 2025 gia chủ sinh năm 1966 nữ mạng có sao chiếu mệnh là sao La Hầu. Vậy sao La Hầu là sao tốt hay sao xấu? Sao La Hầu là một trong 9 vì sao quyết định vận mệnh, còn có tên gọi là Khẩu Thiệt Tinh, một hành tinh thuộc phần tử kim. Trong lĩnh vực phong thủy, nó thường được xem là biểu tượng cho sự xui xẻo, đem đến những điều không may mắn cho cả hai phái nam và nữ. Từ góc độ tử vi, sao La Hầu tiết lộ một phần mệnh không mấy thuận lợi. Do đó những người gặp sao này nên hết sức cảnh giác. Nó có thể gây ra những khó khăn không chỉ trong công việc mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe. Hơn nữa, việc bị ảnh hưởng bởi sao La Hầu có thể khiến bạn bị cuốn vào những rắc rối và tranh chấp không cần thiết. Nhưng đối với một số trường hợp, sao La Hầu không phải lúc nào cũng mang ý nghĩa tiêu cực. Ví dụ, một người đàn ông chịu ảnh hưởng của sao này mà vợ anh ta đang mang thai thì lại có khả năng gặp nhiều may mắn. Điều này giúp gia đình anh ta có cuộc sống hạnh phúc, sự nghiệp thăng tiến và tài lộc dồi dào. Theo quan niệm nhân gian, sao La Hầu thuộc hành kim đối xung với hành hỏa. Do đó, những người bị sao La Hầu chiếu mệnh nên sử dụng các màu thuộc hành hỏa và thủy để hóa giải hung khí, giảm bớt những ảnh hưởng xấu của sao. Về màu sắc hợp với sao La Hầu, màu thuộc hành hỏa là màu đỏ, hồng, tím và cam. Màu thuộc hành thủy là màu xanh nước biển và màu đen. Màu kỵ với sao La Hầu, màu thuộc hành thổ, vàng và nâu. Màu thuộc hành kim, trắng, xám và ghi. Việc sử dụng các màu sắc hợp với sao La Hầu có thể được thể hiện qua trang phục, đồ dùng, vật dụng trong nhà. Ví dụ, người bị sao La Hầu chiếu mệnh có thể mặc quần áo trang sức có màu đỏ, hồng, tím, cam, sử dụng các đồ vật dụng có màu xanh nước biển, đen, trang trí nhà cửa với các màu sắc trên. Ngoài ra, người bị sao La Hầu chiếu mệnh cũng nên tránh sử dụng các màu sắc kỵ với sao để tránh gặp phải những điều xui xẻo. Lưu ý khi sử dụng màu sắc để hóa giải sao La Hầu, nên sử dụng các màu sắc hợp với sao La Hầu một cách hài hòa, tránh sử dụng quá nhiều màu sắc cùng lúc. Có thể sử dụng các màu sắc hợp với sao La Hầu trong các dịp đặc biệt cần thiết. Không nên quá lạm dụng việc sử dụng màu sắc để hóa giải sao La Hầu, vẫn cần kết hợp với các phương pháp khác như là cúng sao, lễ giải hạn để đạt được hiệu quả tốt nhất. Vận hạn khi bị sao La Hầu chiếu mạng. Qua những thông tin đã kể trên,
Rõ ràng là sao La Hầu không phải là nguồn may mắn, mà ngược lại, nó có thể mang đến nhiều khó khăn và xui xẻo. Đây là một số tình huống không mong muốn mà bạn có thể đối mặt khi gặp sao La Hầu chiếu mệnh. Gặp chuyện thị phi. Khi sao La Hầu ảnh hưởng đến bạn, có thể bạn sẽ phải đối diện với nhiều tình huống thị phi. Một số người thậm chí còn bị vu oan, làm ảnh hưởng đến danh tiếng và uy tín của mình. Để giảm thiểu những rắc rối này, việc duy nhất bạn cần phải làm lúc này là luôn giữ vững lập trường và hành động thận trọng. Trong năm bị sao La Hầu ảnh hưởng, có thể bạn sẽ đối mặt với những tình huống không dễ dàng như việc bị đưa ra tòa hay có những tranh chấp nghiêm trọng, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến pháp luật, hành chính hay tranh chấp quyền lợi đều dễ xảy ra. Để tránh rủi ro, bạn nên sắp xếp và giữ gìn mọi tài liệu chứng từ một cách tỉ mỉ và chính xác. Những chuyện phiền muộn. Những ai bị sao La Hầu chiếu mệnh có thể sẽ phải đối mặt với nhiều sóng gió và trắc trở. Dù là trong công việc, gia đình hay mối quan hệ, bạn có thể gặp nhiều tình huống không như mong đợi, gây ra nhiều điều phiền lòng. Thậm chí đôi khi dường như những khó khăn cứ liên tiếp đến mà bạn không biết cách đối phó. Sức khỏe gặp vấn đề. Trong năm bị sao La Hầu chiếu mệnh, sức khỏe của bạn có thể trở thành một điểm yếu đáng lo ngại. Bạn có thể thấy mình dễ mắc phải bệnh tật mà không hiểu nguyên nhân. Ngoài ra, một số vấn đề liên quan đến thị lực, thính giác hay là hệ tuần hoàn có thể xuất hiện. Chăm sóc sức khỏe nên được đặt lên hàng đầu để đối phó với những khả năng này. Hướng dẫn cúng giải hạn sao La Hầu. Để tránh khỏi những tình huống không may mắn do sao La Hầu mang lại, việc giải hạn là cần thiết. Bạn đang tự hỏi mình nên cúng vào lúc nào và cần chuẩn bị những gì. Hãy cùng Phong Thủy Phát Tài khám phá các bước để giải hạn chi tiết trong phần tiếp theo, quý vị nhé! Nên cúng sao La Hầu vào ngày nào là tốt nhất? Theo truyền thống, việc tỏa hạn sao La Hầu thường được tiến hành vào mùng 8 hàng tháng theo âm lịch. Để đạt được hiệu quả tốt nhất, bạn nên chọn mùng 8 tháng 1 để thực hiện. Tuy nhiên, không chỉ ngày là quan trọng, mà thời gian và hướng lệnh cũng rất quan trọng. Thời điểm tốt nhất để tỏa hạn là từ 21 đến 23 giờ. Khi thực hiện lễ, bạn nên đứng hướng về phía Bắc và thực hiện 9 lệnh trước khi bắt đầu nghi thức giải hạn. Lễ cúng sao La Hầu thường được thực hiện tại nhà hoặc tại chùa. Bài vị cúng sao La Hầu bao gồm những gì? Để thực hiện nghi lễ giải hạn một cách trọn vẹn, bạn nên làm theo các bước sau. 9 ngọn đèn hoặc nến, bài vị màu vàng của sao La Hầu, mũ vàng, đinh tiền vàng, gạo muối, trầu cau, hương hoa, trái cây, phẩm oản, chai nước. Lưu ý, để giải hạn sao La Hầu, tất cả mọi thứ bạn chuẩn bị cần phải có màu vàng. Nếu những thứ gì có màu sắc khác thì bạn có thể dùng giấy màu vàng gói vào hoặc lót giấy màu vàng xuống phía dưới mâm, sau đó để lên trên phía trên. Hãy chuẩn bị kỹ lưỡng để nghi lễ diễn ra suôn sẻ và đem lại hiệu quả như mong muốn. Năm 2025, nữ tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 gặp phải hạn gì? Dựa vào bảng hạn niên năm 2025 thì ta sẽ thấy 2025, gia chủ sinh năm 1966 nữ mạng, có hạn là Diêm Vương. Hạn Diêm Vương là tốt hay xấu? Khi nghe đến hai chữ Diêm Vương, chúng ta thường liên tưởng đến những thứ âm u, xấu xa, điềm chẳng lành. Tuy nhiên đây là hạn có độ xấu trung bình, bởi trước nó còn hai hạn xấu hơn là Toán Tận và Huỳnh Tuyền. Vậy thực chất hạn Diêm Vương là như thế nào? Nhìn chung hạn Diêm Vương là hạn xấu đối với những ai đang mang bệnh trong người hay là đau ốm. Những người không thuộc những trường hợp trên thì sẽ có tài lộc, may mắn, hạnh phúc viên mãn. Một số ảnh hưởng của hạn Diêm Vương thường thấy như ảnh hưởng hạn Diêm Vương đối với vấn đề trong cuộc sống. Ảnh hưởng của hạn Diêm Vương như thế nào đối với các vấn đề trong cuộc sống đây? Hạn này ảnh hưởng tốt hay xấu thì sẽ tùy thuộc vào từng đối tượng. Người đàn ông nếu thể trạng bình thường không gặp bệnh lý, nếu gặp hạn Diêm Vương thì ngoài sự nghiệp phát triển, đường tình duyên gia đạo cùng con cháu cũng vô cùng thuận lợi. Cách cúng giải hạn Diêm Vương đơn giản năm 2025 như sau. Hạn Diêm Vương là hạn như thế nào mà chúng ta cần phải có cách giải hạn Diêm Vương? Dân gian ngày xưa có câu,
có thở có thiêng, có kiêng có lành. Cho nên việc cúng giải hạn khi gặp cửu diệu niên hạn là vô cùng quan trọng, cần phải thực hiện để tránh hậu hoạn về sau. Một số cách giải hạn Diêm Vương, cụ thể, Phong Thủy Phát Tài sẽ chia sẻ chi tiết về các phương diện sức khỏe, sự nghiệp và đời sống như sau. Về vấn đề sự nghiệp, nam nhân gặp hạn Diêm Vương chiếu mệnh là một điểm lành, có thể đẩy mạnh hoạt động kinh doanh sản xuất, buôn bán của bản thân để cơ ngơi ngày càng phát triển. Tuy vậy, việc mở rộng đầu tư kinh doanh hay là sản xuất đều phải có sự tính toán kỹ càng để tránh hậu hoạn về sau. Về vấn đề cuộc sống, cách giải hạn Diêm Vương liên quan đến vấn đề trong cuộc sống cũng không nhiều, bởi hạn Diêm Vương thường đem lại những rắc rối có liên quan đến sức khỏe là chính. Đối với cuộc sống, chúng ta nên làm nhiều việc tốt, giúp ích được cho nhiều người, tùy theo khả năng. Đây cũng là việc có thể giúp ta thoát được đại nạn. Năm 2025, nam tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 có sao gì chiếu mệnh. Năm 2025 thì tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 sẽ được 59 tuổi, nếu tính theo lịch âm thì là 60 tuổi. Dựa vào bảng tính chiếu mệnh năm 2025 thì ta sẽ thấy năm 2025 gia chủ sinh năm 1966 nam mạng có sao chiếu mệnh là sao Vân Hớn. Vậy sao Vân Hớn tốt hay xấu? Sao Vân Hớn là một hung tinh thuộc hành hỏa, có thể ảnh hưởng đến cuộc sống, vận mệnh và sự nghiệp của chủ mệnh. Bản mệnh gặp sao Vân Hớn thường trở nên thủ cựu, bảo thủ và không ưa đổi mới. Vì vậy dễ dàng bị cuốn vào các vấn đề như giấy tờ, kiện tụng, đặc biệt là trong giao tiếp thường nói những lời khó nghe, nóng nảy nên dễ xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Nam mệnh hay nữ mệnh, mỗi khi gặp hung tinh này đều có thể bị ảnh hưởng đến cuộc sống, công danh, sự nghiệp. Trong cửu diệu của niên hạn, sao Vân Hớn là hung tinh thuộc hỏa, ảnh hưởng xấu và mang đến những vận hạn cho chủ mệnh. Vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch là thời điểm chòm sao này hoạt động mạnh nhất, ảnh hưởng đến vận khí cảm xúc của chủ tinh, gây nên nhiều bất lợi trong cuộc sống. Cụ thể là về tiền tài, tài vận ở mức trung bình, đủ sống, có khó dư giả. Do đó chủ mệnh không hợp với các đầu tư vào dự án rủi ro, có thể bị mất tiền mất của. Về công việc, ảnh hưởng nhiều đến công việc kinh doanh, dễ dính vào các thị phi tranh chấp. Chính vì vậy chủ mệnh nên suy nghĩ cẩn thận trước khi nói ra quyết định. Về cuộc sống, tính khí dễ nóng nảy, không thể kiềm chế được bản thân nên khiến chủ mệnh dễ gặp rắc rối trong cuộc sống và các mối quan hệ xã hội. Về tình cảm yêu đương khá là may mắn, tuy nhiên gia đạo có thể gặp một số khúc mắc. Do đó chủ mệnh nên cố gắng kiềm chế cơn nóng giận và nhường nhịn người thân. Về sức khỏe, có thể gặp một số bệnh liên quan đến máu, dễ bị ốm vặt, tinh thần không tốt, thay đổi thất thường. Tuy nhiên, đây chỉ là hung tinh hạng nhẹ, nên nếu biết cách hóa giải, xua đi điều không may mắn, thì không ảnh hưởng đến sức khỏe, tài vận và công việc của chủ mệnh. Vì sao Vân Hớn là một hung tinh, nên những người được sao này chiếu mệnh trong năm 2025 đừng bỏ qua các lưu ý sau. Cần phải cẩn trọng trong ngôn hành, kiềm chế cảm xúc, giữ thái độ bình tĩnh để tránh gặp điều bất lợi. Đối với các công việc liên quan đến giấy tờ, sổ sách, kiện tụng, cần phải hết sức lưu ý và xem xét cẩn trọng trong mọi việc nhằm giảm bớt những sự khó khăn. Chủ mệnh chú ý khi xuất hành, đường đi nước bước, bởi nếu bất cẩn thì dễ xảy ra tai nạn, đặc biệt là với những người phụ nữ có thai. Nam mệnh thì nên chú ý đến công việc vì dễ xảy ra vấn đề liên quan đến tranh cãi giấy tờ. Cùng sao giải hạn để loại bỏ những điều không may mắn, thu hút điều tốt lành, may mắn. Tránh làm việc đại sự trong các tháng kỵ của sao Vân Hớn là tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Chủ mệnh sao Vân Hớn năm 2025 nên hạn chế sử dụng các đồ dùng trang phục phụ kiện có màu sắc kỵ của bộ sao. Do sao Vân Hớn thuộc hành hỏa cho nên nó tương sinh với cung mộc, hỏa và tương khắc với thủy và thổ. Theo đó các màu kỵ và hợp của sao này là: về màu sắc tương khắc là màu đỏ, tím, cam của mệnh hỏa, xanh lá cây của mệnh mộc.
Màu sắc tương khắc là màu vàng đất, nâu của mệnh thổ, màu đen và xanh da trời của mệnh thủy. Thời gian tốt lành để cúng sao Vân Hớn là vào lúc giao sáng nhất, từ 9 giờ đến 11 giờ, ngày 29 âm lịch hàng tháng, tốt nhất là vào tháng 8 âm lịch, khi thực hiện nghi lễ, sắp xếp các lễ vật theo hướng chính nam. Để nghi lễ cúng sao Vân Hớn năm 2025 giải hạn diễn ra thuận lợi, chủ mệnh chuẩn bị các lễ vật sau. Bài vị đỏ, bên trên có đề tự Nam Phương Bình Định Hòa Đức Tinh Quân, 15 cây nến hoặc đèn, bình hoa, mâm ngũ quả, chầu cau, chén nước, chum rượu, gạo muối, lư hương, hương, tiền vàng, dùng đồ trang sức, đá phong thủy màu xanh lá cây, đỏ và tím nếu có. Lưu ý khi chuẩn bị các lễ vật, bạn chọn đồ lễ có màu đỏ. Nếu lễ vật có màu khác thì bạn quấn hoặc đặt giấy màu đỏ dưới mâm cúng. Năm 2025, nam tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 sẽ gặp hạn gì? Dựa vào bảng niên hạn năm 2025 thì ta sẽ thấy năm 2025 gia chủ sinh năm 1966 nam mạng có hạn là Thiên La. Hạn Thiên La tốt hay xấu? Thiên La bệnh ấy quái kỳ, quỷ ma quấy phá, tâm thì chẳng an. Để hình dung về hạn Thiên La, ông bà ta ngày xưa đã dùng hai câu thơ Lục Bát như thế để hình dung. Ý nghĩa tức là những ai gặp phải hạn Thiên La thì cần phải đề phòng chuyện chia tay vợ chồng. Bất kể việc gì cũng cần phải nên nhẫn nhịn chờ đợi để đảm bảo sự an toàn hạnh phúc trong gia đình. Bên cạnh đó, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng chớ vội vàng nóng giận, tránh sự tranh chấp qua lại từ vợ chồng, từ đó dẫn đến những tình huống chuyện bé xé ra to, không như ý, mất hòa thuận, khó có thể hàn gắn tình cảm. Tuy nhiên, đối với mọi công việc, bạn cần bình tĩnh và dưỡng tính, nhưng cũng không nên bất an, lo lắng, buồn phiền quá nhiều bạn nhé. Hạn Thiên La là gì? Thường thì hạn này sẽ nảy sinh các mâu thuẫn liên quan đến tình cảm, cụ thể như về vấn đề tình cảm, hạn Thiên La được ví như lưới trời. Gặp hạn này thì ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng đến các mối quan hệ xung quanh, nhất là trong chuyện vợ chồng, thường nảy sinh cãi vã. Những sự ghen tuông vô cớ, tranh cãi qua lại dễ dàng dẫn đến chuyện bé xé ra to. Vào lúc này nếu cả hai đều mất bình tĩnh và mất đi lý trí sẽ dễ khiến cuộc hôn nhân nhanh đến hồi kết, gia đình ly tán, chia xa nhau. Về tâm lý, khi gặp phải hạn này, tâm của gia chủ sẽ thường không ổn định, suy nhược cơ thể là có thể xảy ra, tâm tính hay lo lắng buồn phiền. Bên cạnh đó, người gặp hạn sẽ mắc phải những căn bệnh lạ mà dù có tìm cách chữa cũng không chữa được. Cụ thể hơn, đó được xem như những yếu tố của bệnh tinh thần như trầm cảm, thường xuyên nổi nóng, khó tập trung. Đặc biệt hơn nữa, những người thường rơi vào trạng thái bị mất ngủ, thường xuyên gặp ác mộng. Hạn Thiên La ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của gia chủ? Gặp phải hạn Thiên La, bạn sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý, từ đó gây bất lợi về mặt cảm xúc, tâm trí cho người tương ứng với nam mạng. Hạn Thiên La khiến cho người gặp hạn cảm thấy không thể ổn định về mặt tinh thần. Họ luôn sống chung với lo lắng, căng thẳng. Cụ thể, hạn ảnh hưởng như sau. Thứ nhất, ảnh hưởng của hạn Thiên La đối với vấn đề sức khỏe. Khi gặp phải hạn Thiên La, sức khỏe của gia chủ thường mệt mỏi và đau đớn, mắc bệnh lạ. Mặc dù điều trị, nhưng những bệnh tốn kém tiền bạc vẫn không thoát. Do đó, cách tốt nhất là bạn nên nghỉ ngơi nhiều hơn và ăn uống hợp lý. Tuy nhiên, hãy kết hợp với tập thể dục và vận động, tránh sử dụng các chất kích hoạt có hại cho sức khỏe như là rượu bia, thuốc lá. Thứ hai, ảnh hưởng của hạn Thiên La đối với vấn đề sự nghiệp. Đối với người gặp hạn này, tính tình sẽ trở nên dễ nổi nóng, dẫn đến dễ sinh ra những mâu thuẫn lời qua tiếng lại trong công việc. Những mối quan hệ xung quanh cũng từ đó mà bị ảnh hưởng. Để cải thiện các vấn đề này, gia chủ khi gặp hạn Thiên La cần phải bình tĩnh suy nghĩ và sáng suốt trong mọi tình huống của công việc. Bạn cũng đừng quá lo lắng nhiều mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Thời gian này bạn hãy tìm một người để tâm sự và chia sẻ những niềm vui nỗi buồn và các sự việc trong cuộc sống. Đừng tích trữ quá nhiều tức giận muộn phiền trong lòng. Thứ ba,
ảnh hưởng của hạn thiên la đối với vấn đề trong cuộc sống. Thời điểm hạn thiên la chiếu mạng cực kỳ nhạy cảm, bạn nên bình tĩnh và giữ lý trí trong tình cảm cũng như mọi hành động lời nói. Việc làm này giúp bạn giảm bớt những mâu thuẫn giữa hai vợ chồng, hạn chế tranh chấp tai tiếng thị phi không đáng có. Bạn hãy nên dành nhiều thời gian cho vợ hoặc chồng mình, quan tâm hỗ trợ lẫn nhau, cảm thông chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Đừng có những sự tức giận vô cớ, cũng đừng cố bới lông tìm vết. Hạn thiên la, nếu đã là hạn thì khó tránh, sớm hay muộn thì cuộc đời mỗi người đều phải trải qua. Việc hóa giải hoàn toàn là điều không thể, nhưng nhờ vào tuổi mụ, bạn có thể xác định khi nào gặp phải hạn thiên la. Việc này giúp bạn có thể chuẩn bị tốt hơn về mặt tình cảm, lý trí và sức khỏe. Việc giải hạn thiên la, bạn nên tập trung vào 3 yếu tố sau. Thứ nhất là về vấn đề sức khỏe. Bạn nên thiết lập một số chế độ ăn uống hợp lý, chế độ nghỉ ngơi hợp lý, nên xây dựng cho bản thân thực đơn ăn uống khoa học, kết hợp tập thể dục thể thao để nâng cao thể lực. Bên cạnh đó, bạn cần hạn chế sử dụng rượu bia, thuốc lá, cà phê và các chất kích thích khác. Thứ hai là về vấn đề sự nghiệp. Bạn cần phải cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói với những mối quan hệ giao tiếp xã hội, nhằm để tránh thị phi, những hiểu lầm không đáng có, những sự việc tưởng chừng như nhỏ nhặt nhưng lại có thể dẫn đến sự bất hòa. Thứ ba, vấn đề cuộc sống. Quan hệ gia đình, nhất là vợ chồng với nhau, bạn nên dùng nhiều thời gian quan tâm đến đối phương. Hãy luôn cố gắng lắng nghe nhau để thông cảm và hiểu nhau, tránh những sự ghen tuông. Tốt nhất bạn nên tin tưởng vào đối phương, có khúc mắc thì hãy bình tĩnh cùng nhau chia sẻ để tìm cách giải quyết nhé. Cuối cùng, đối với những ai gặp hạn thiên la là bạn nên tu dưỡng tâm tính, mọi việc nên bình tĩnh suy xét, nên chia sẻ tâm sự buồn phiền với những người xung quanh, không nên dồn nén cảm xúc, dẫn đến những tâm bệnh không thể chữa. Bạn có thể tham khảo những bộ môn như thiền, yoga, giúp tập trung và nâng cao sức khỏe bản thân. Như thường lệ, cuối chương trình sẽ là phần phong thủy cải mệnh, chỉ tướng số đổi mệnh may. Quý vị hãy cùng theo dõi để tìm hiểu thêm những kiến thức thú vị thay đổi cuộc đời ngay sau đây, quý vị nhé! Trong đời, có 7 điều phải nhẫn để có được tĩnh khí thực sự. Nhẫn nại là một đức tính quý báu, nhưng nhẫn ra sao, nhẫn điều gì thì đối với nhiều người luôn là những câu hỏi không dễ giải đáp. Nói chung suy đi tính lại, trong đời thì người ta cần nhẫn nhịn những điều này. Thứ nhất, có nhiều việc phải nhẫn. Đa phần khi phải nhẫn nại, chịu đựng một việc gì, chúng ta sẽ cảm thấy thật thống khổ, phải áp chế cơn lửa giận dữ bên trong mình, quả thực không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng thành công thường chỉ xuất hiện trong đời sau khi bạn đã nhẫn nại, kìm nén những nỗi thống khổ mà người thường không thể chịu đựng được. Nhất quyết đừng từ bỏ khi bạn chỉ còn cách thành công một vài bước chân. Gặp chuyện phải nhẫn, làm việc phải lý trí, nhất định phải ghi nhớ điều này. Thứ hai, có nhiều ham muốn phải nhẫn. Dẫu rằng con người có thất tình lục dục, nhưng cũng không thể bất chấp tất cả làm liều. Cuộc sống có quá nhiều cám dỗ như vật chất, danh vọng, địa vị, quyền lực luôn bủa vây quanh chúng ta. Nếu không thể nhẫn nhịn được trước những cám dỗ mê hoặc đó, không thể lắng lòng mình lại, thì cuộc đời này ta sẽ chỉ mải miết chạy theo những vật ngoài thân mà thôi. Đến khi tóc bạc ra mồi, trầm tư ngẫm lại đoạn đời đã qua, ta mới hiểu mình đã thực sự đánh mất đi những gì. Ta mới biết không có đủ thời gian để theo đuổi những điều thực sự ý nghĩa cho sinh mệnh đời đời kiếp kiếp. Thứ ba, có nhiều cái tình phải nhẫn. Con người ta có thể nói là sống vì một chữ tình. Chúng ta luôn mang tình cảm trong mình, đặc biệt là với những người khác giới. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, qua thời gian đôi bên sẽ nảy sinh tình cảm. Tình cảm thăng hoa sẽ trở thành tình yêu, yêu lâu rồi sẽ sinh ra dục vọng. Nhưng điều này nhất định phải nhẫn, không nhẫn liệu có thể được không? Nếu không thể nhẫn được dục vọng nhất thời, thì có thể cuộc hôn nhân của bạn sẽ không còn êm ấm. Có thể bạn sẽ làm người bạn đời bị tổn thương, hoặc đặt cả mái ấm của mình và tương lai của những đứa trẻ trước bờ vực nguy hiểm. Tình cảm chỉ là thứ thoáng qua. Bạn thực sự có quá nhiều điều phải làm trên đời thay vì chìm đắm vào ái dục và những ham muốn cảm xúc ấy. Chuyện này nói ra thật dễ, nhưng làm được thì không hề đơn giản một chút nào. Thứ tư,
có nhiều nỗi khổ phải nhẫn. Muốn bước tới thành công thì không có bí quyết nào khác ngoài hai điều sau. Thứ nhất là phải kiên trì đến cùng, không bao giờ được từ bỏ. Thứ hai là nghĩ tới việc từ bỏ, xin bạn hãy xem lại bí quyết thứ nhất. Khi đau khổ, nhất định phải nhẫn nại. Nhẫn nại qua được bể khổ chính là vượt qua chính mình, cũng chính là dạn dày thêm, trưởng thành lên. Chịu được khổ thì mới biết trân quý hạnh phúc. Bước qua ngày mưa âm u mới thấy thêm yêu ngày chói chang nắng ấm vậy. Thứ năm, có nhiều nỗi đau phải nhẫn. Kẻ mạnh mẽ không dễ rơi lệ, cũng không phải cõi lòng sắt đá, mà chính là người nuốt nước mắt mà chạy. Đôi mắt từng nhỏ lệ lại càng trong sáng hơn, trái tim từng nhỏ máu sẽ khiến tâm hồn thêm kiên cường. Con bướm xinh đẹp có ngày bay lượn thỏa thích chính là vì chịu nỗi đau lột xác từ kén tằm. Lá trà có thơm, vị nước có ngọt chính là sau khi phải chịu nước sôi nóng bỏng. Chỉ một chút đau đớn mà bạn không thể nhẫn chịu được thì còn mong gì đến thành công đây. Thực sự trong đời có những nỗi đau phải nhẫn, có những sự tình phải dằn lòng nuốt nước mắt vào trong. Thứ sáu, có nhiều lời phải nhẫn. Tục ngữ có câu, cơm có thể ăn hổ lốn, nhưng lời không thể nói bừa. Điều này rất có đạo lý. Họa từ miệng mà ra, cũng chính là lý này. Có bao nhiêu người bạn chỉ vì một lời nói mà trở thành kẻ dưng? Có bao nhiêu cặp tình nhân chỉ vì một lời nói mà trở thành kẻ thù? Có bao nhiêu người chỉ vì một lời nói mà để thành công tuột khỏi tầm tay? Đôi khi chỉ cần nhẫn nhịn một lời thì biển lặng sóng êm. Ông bà ta dạy một điều nhịn chín điều lành chính là vì như thế. Thứ bảy, có nhiều cơn nóng giận phải nhẫn. Những người hay tức giận, tức là tấm lòng của họ chưa đủ rộng rãi để bao dung tất cả. Người không đủ bao dung sẽ không thể thành công. Muốn thành công thì phải kìm nén những cơn nóng giận, không được tùy ý tức giận hay để người khác dễ dàng chọc giận mình. Đắm mình trong sự tĩnh lặng là chìa khóa giúp bạn mở cánh cửa đi tới thành công. Giữ được tĩnh khí cũng chính là sự tu dưỡng lớn nhất cuộc đời. Video của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Hãy luôn giữ tinh thần lạc quan và sáng suốt, đồng thời đón nhận cuộc sống với niềm tin và hy vọng. Chúng tôi rất vui được đồng hành cùng quý vị và mong sẽ có cơ hội gặp lại trong những chương trình sắp tới. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.